Chào em, ở gần đây ý, anh nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn rằng gì ạ? Nhà em có ông bà có bệnh tim mạch thì có nên tiêm hay không? Rồi thì có rất nhiều bạn cũng đang cho con bú cũng hỏi anh là gì ạ? Có nên cho con tiêm phòng hay không? Rồi ạ, em bị dị ứng con tiêm hay không? Rồi phụ nữ gì ạ? Mang thai rồi có tiêm hay không? Đúng không ạ? Thì em biết rằng gì ạ? Ở Việt Nam hiện nay thì cái tình trạng mà dịch bệnh nó đang hết sức phức tạp. Mỗi ngày chúng ta có khoảng 7-8.000 ca. Và hiện nay chúng ta đã vượt qua 100.000 ca nhiễm COVID và hệ thống y tế đang phải làm việc hết công suất. Và anh hy vọng rằng với cái chiến dịch vaccine hiện nay thì bệnh dịch sẽ được khống chế và chúng ta sẽ tạo được cái miễn dịch cộng đồng và chúng ta vượt qua đại dịch một cách an toàn. Thì để trả lời mấy câu hỏi sau trên thì anh sẽ tổng hợp lại và trả lời các bạn như sau. Thứ nhất ý, các bạn hỏi là gì ạ? Chúng ta có nên đợi vaccine hay không? Đợi vaccine tốt hay không? Thế thì như thế nào vaccine tốt? Thì đương nhiên cái video mà anh chia sẻ lần trước ấy là khi chúng ta đi tiêm vaccine, chúng ta cần biết chúng ta phải được tiêm loại vaccine nào. Vì với mỗi loại vaccine ấy, thì nó sẽ có những cái phản ứng phụ khác nhau. Và chúng ta biết được bản thân mình có bệnh lý nền nào, có các vấn đề gì. Và chúng ta tiêm vaccine đó thì nó có tác dụng phụ gì. Thì chúng ta để phòng tránh các cái rủi ro. Được chưa? Thì hiện nay Việt Nam ta ấy, thì đang có khoảng 5 loại vaccine. Phải không các em? Được tiêm cho người dân. Thứ nhất ấy, đó là gì ạ? Vaccine của Pfizer BioNTech. Thứ hai là của Moderna. Đấy, vừa rồi chúng ta vừa nhận một lô mới. Thứ ba là AstraZeneca. Thứ tư là dạ Patrick của Nga và thứ năm là Sinopharm của Trung Quốc. Thì anh sắp xếp theo cái mức độ tin cậy nhé. Anh không nói là gì ạ, cái nào tốt hay không tốt, đúng không? Mà anh sắp xếp theo mức độ tin cậy của các loại vaccine này dựa trên các nghiên cứu đánh giá trên thế giới, được chưa? Thì cái mức độ cao nhất hiện nay ấy, đó là vaccine của Pfizer BioNTech. Thì khi tiêm vaccine này thì nó tạo ra trên 90% cái khả năng miễn dịch. Thứ hai, tiếp theo đó là gì ạ? Moderna. Và thứ ba là của AstraZeneca. AstraZeneca hiện nay mà khi mà được tiêm hai mũi, đúng không ạ? Thì nó cho cái tỷ lệ gì ạ? Hiệu quả là trên 82%. Đấy, còn thì cái vaccine Patrick của Nga rồi Sinopharm của Trung Quốc ấy thì hiện nay chưa có các cái thông tin đánh giá độ tin cậy, cho nên anh không chia sẻ, đúng không ạ? Thì khi mà lựa chọn tiêm vaccine tốt thì các em có thể ưu tiên cái vaccine mà có độ tin cậy như là Pfizer, BioNTech rồi thì Moderna và AstraZeneca, được chưa? Để đảm bảo cho cái hiệu quả cao nhất và an toàn. Thế cho nên gì ạ? Khi mà có lịch tiêm vaccine mà được tiêm một trong ba vaccine đó thì các em nên tiêm, không nên đợi nhá. Ok, đấy, với tình hình mà nó phức tạp như này ấy, thì chúng ta phải tiêm ngay, càng sớm càng tốt, được chưa? Cái thứ hai, câu hỏi các bạn hỏi anh ấy là trong gia đình có người lớn tuổi mắc các bệnh nền như là tim mạch, huyết áp, rồi tiểu đường, ung thư hoặc là mới phẫu thuật thì có nên tiêm hay không? Thì các em thấy rằng gì ạ? Trên thế giới thì cái tỷ lệ những người bị mắc COVID-19 cao nhất đó là những người cao tuổi có bệnh nền. Và những người này là có biến chứng nặng nhất và có tỷ lệ tử vong cũng cao nhất. Cho nên với những cái đối tượng cao tuổi mắc các bệnh nền, đấy, miễn dịch suy giảm thì nên được tiêm. Đấy. Và chúng ta cũng sẽ chọn những cái vaccine mà có độ tin cậy 1, 2, 3, anh vừa nói ở trên đấy đúng không? Và thứ hai nữa, chọn các cơ sở y tế mà có đầy đủ các cái dụng cụ hỗ trợ. Nếu như mà chẳng may có sốc phản vệ, có phản ứng thì còn xử lý kịp thời. Và chúng ta sẽ nên đưa người thân cao tuổi có bệnh nền. Sau khi tiêm vaccine xong bệnh chúng ta sẽ ngồi đó khoảng 20 cho đến 30 phút để theo dõi, đánh giá rồi chúng ta hãy ra về. Được chưa? Đấy là đối tượng đầu tiên. Cái đối tượng thứ hai là gì ạ? Đối với những người trẻ tuổi thì sao? Những người trẻ tuổi cũng mắc huyết áp, cũng mắc viêm gan B, rồi dị ứng thức ăn, rồi dị ứng thời tiết, đúng không ạ? Thì các em biết rằng gì ạ? Với những đối tượng này ấy, thực ra từ xưa rồi chúng ta vẫn tiêm vaccine và đó không phải là lý do mà nó gia tăng các cái phản ứng phụ của vaccine, phải không ạ? Thì đó chỉ là yếu tố nguy cơ thôi. Cho nên là gì ạ? Những đối tượng đó khi đi tiêm vaccine ấy, thì sẽ đều được đánh giá sàng lọc và được khuyến cáo, phải không ạ? Nên chúng ta gì ạ? Chúng ta nên tiêm. Và đối tượng này anh cũng khuyên là gì ạ? Các bạn sẽ chọn những cơ sở tiêm nó đầy đủ các cái trang thiết bị y tế hỗ trợ nếu mà xảy ra cái phản ứng phản vệ. Và cũng lưu ý gì ạ? Cũng nên nán lại ở nơi tiêm khoảng 20 đến 30 phút, được chưa? Đấy, đến đối tượng thứ hai. Và đương nhiên rồi, anh cũng khuyến cáo các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng các cái loại vaccine mà có độ tin cậy cao, phải không ạ? Như anh vừa chia sẻ ở trên. Đấy. Đối tượng thứ ba là cái đối tượng mà cũng khá nhiều bạn hỏi anh ấy, đó là phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú. Thì đối với phụ nữ cho con bú thì sao? Có một số mẹ bỉm sau khi đi cho con bú ấy, đấy, sau khi tiêm vaccine về
thì được bác sĩ khuyến cáo là gì ạ? À, trong thời gian đầu thì không cho ăn bú, nhưng mà khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì lại bú bình thường. Cho nên các bạn đang không biết thông tin như nào và xử lý như nào cho hợp lý. Thế thì đối với phụ nữ cho ăn bú ấy, thì anh nghĩ như này: một đứa trẻ khi sinh ra, đúng không ạ? Nó từ môi trường bố mẹ ra môi trường bên ngoài thì nó được nhận các cái kháng thể và yếu tố chống nhiễm khuẩn khác, đúng không ạ? Từ sữa non rất là giàu để giúp đứa trẻ vượt qua cái giai đoạn đầu tiên. Thì đối với bà mẹ mà cho con bú ấy, thì việc tiêm vaccine ấy, thì nó sẽ tạo ra kháng thể chống Covid-19, và kháng thể đó nó sẽ qua sữa mẹ và đứa con nó bú, và đây là một cách nhận kháng thể thụ động từ mẹ. Thì đây là một yếu tố tự nhiên, anh nghĩ là nó là nó rất tốt cho đứa trẻ. Nên là chẳng may đứa trẻ đó mà tiếp xúc với cái đối tượng nguy cơ ấy mà được nhận kháng thể thụ động từ mẹ như vậy ấy, thì anh nghĩ nó cũng rất tốt, đúng không ạ? Thì anh nghĩ rằng đối với đối tượng này ấy, thì chúng ta cũng nên tiêm, cũng không vấn đề gì cả. Đấy. Ngoài ra ở tại Mỹ người ta cũng khuyến cáo rằng gì ạ? Đối với phụ nữ cho con bú mà tiêm vaccine COVID-19 về thì cho bú bình thường, các em đúng không? Thì mình cứ theo các nước phát triển rồi theo khuyến cáo của các cái tổ chức y tế thế giới, phải không ạ? Còn tuy nhiên mà đối với những bà mẹ cho con bú ấy, mà có một các số cái bệnh lý đặc biệt mà được sử dụng một số các loại thuốc đặc biệt mà các loại thuốc đó được đánh giá là gì ạ? Nó qua sữa nhiều và nó ảnh hưởng đến con, thì lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc, đúng không ạ? Và sẽ được bác sĩ hướng dẫn cụ thể hơn để cho các em. Còn đối tượng tiếp theo đó là đối tượng phụ nữ mang thai. Đấy. Thì phụ nữ mang thai có nên tiêm vaccine hay không thì đây là một câu hỏi cực khó. Tại sao? Tại vì tất cả các nghiên cứu lâm sàng thử nghiệm vaccine COVID-19 trên thế giới thì không có thử nghiệm trên phụ nữ mang thai, cho nên là gì ạ? Nó không có các thông tin và khuyến cáo cụ thể. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng khuyến cáo như sau: đối với những bà mẹ mang thai mà nằm trong cái diện tuyến đầu chống dịch, đúng không, là cán bộ y tế, hoặc là những người sống trong cái vùng mà gì ạ, cái tình trạng dịch bệnh hết sức là cấp thiết và có khả năng bị lây nhiễm cao, phải không ạ? Vì những đối tượng này khi bị nhiễm COVID mà chưa được tiêm vaccine ấy, thì nó cũng sẽ gì ạ? Nó cũng sẽ diễn biến đến sức khỏe rất là ảnh hưởng rất là lớn, thì đôi khi nó có thể diễn biến xấu đến sức khỏe, phải không ạ? Và khi đó thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến thai nhi và con sau này. Đấy. Cho nên với những đối tượng đặc biệt như vậy thì sao ạ? Cũng khuyến cáo là nên tiêm để bảo vệ chính sức khỏe bản thân mình và cũng như là gì ạ? Sức khỏe của thai nhi. Đấy. Tuy nhiên mà khi đối tượng đặc biệt được đi tiêm thì sẽ được các bác sĩ trực tiếp tiêm cho các bạn. Sẽ sàng lọc, đánh giá và đưa ra các cái khuyến cáo chi tiết nhất cho các cái trường hợp mà phụ nữ mang thai là có nên tiêm hay không, được chưa? Đấy, tuy nhiên câu hỏi để cho đối tượng này thì nó sẽ không có một câu hỏi thực sự là chi tiết mà không có câu hỏi chung cho tất cả mọi người. Đấy, thì anh có một số các cái thông tin gửi đến các bạn mà đang mang thai như vậy, được chưa? Đấy, thì trên đây là anh sẽ trả lời một số các câu hỏi thắc mắc của các bạn, đúng không ạ? Thì các bạn có câu hỏi đó mà các bạn muốn hỏi, hoặc mấy trường hợp câu hỏi đây mà các bạn chưa thấy thỏa mãn và ở đâu đó chưa rõ, thì các em có thể comment thì anh sẽ tổng hợp lại làm video để chia sẻ thêm với các em, được chưa? Và xin chào các em và chúc em an toàn vượt qua đại dịch Covid-19 một cách tốt nhất. Xin chào các em. Hãy ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất về chăm sóc sức khỏe, về dinh dưỡng cho trẻ em, để nuôi con không còn là nỗi vất vả mà nuôi con là một hành trình hạnh phúc. Nếu có câu hỏi nào, các em hãy để lại bình luận dưới video hoặc gọi đến số hotline để được hướng dẫn nhanh nhất.